Kính thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt tại vườn măng cụt của chị Hai Dương. Măng cụt là một loại trái cây mà một năm chỉ cho một mùa trái duy nhất. Trái măng cụt khi chín thì có độ giòn giòn, ngọt ngọt, chua chua, rất là thanh tao. Chính vì vậy mà loại trái cây này càng được yêu thích. Và thời gian gần đây thì trên mạng xã hội lại truyền tay nhau món gỏi măng cụt. Như vậy thì cách chế biến món gỏi này như thế nào và độ ngon ra sao mà lại trở nên hot như vậy? Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với chị Hai Dương hái măng cụt và chế biến món ăn này nhé. Rồi em chào chị Dương. Dạ. Chào bạn. Hiện tại thì mình đang hái măng cụt để mà mình chuẩn bị làm gỏi đó chị. Ừ, đúng rồi đó. Dạ rồi, vậy chị em mình cùng nhau đi hái tiếp ha. Cái tương ớt để tạo cái màu sánh đỏ của cái nước trộn rỗi, hai mắm, ba đường và một phần tương ớt nha. Rồi khi mình nấu lên rồi thì hòa quyện lại với nhau thì mình sẽ cho tỏi ớt tùy theo khẩu vị của gia đình, ăn cay hay không ăn cay nha.